Hello, chào anh chị, em đang theo dõi kênh YouTube của em nha. Hôm nay em lên sóng bán một em Future LED 2022, xe đăng ký tháng 7 2022. Xe này tình trạng là odo, mới đi được có năm 589 cây, xe là đủ 2 kiến 2 chìa, xe thì dàn áo dán keo nguyên xe luôn. Xe biển số ở thành phố quận 2 luôn. Biển số cũng dễ thương dễ nhìn lắm. 55468 ha. Biển số tiếng 8 nút lộc phát luôn. Rồi cho anh em coi đây. Rồi, xe này thì không có gì để bàn cãi nữa, xe như cái xe ngoài hãng. Xe này là không có vết chày nào hết đó. Đẹp lắm. Xe này em bán là giá là 35 triệu 500 nha.